Chúng ta đến với chung kết trong thứ tư Summer bên bạn Egypt. Vâng, lại tứ tuyển Egypt Romania, 3 chém tuyển và 1 cung tuyển. Bên này có gì? Maxe của No 1 sen trong tay của game thủ trưởng. Chim sẻ cầm Summer. Và cuối cùng là Chip Boy cầm Roma. Như vậy là cũng khá nhiều tuyển về bên mình. Bên mình 3 tuyển rồi. Xe No 1 thi đấu đi. Mấy bạn không có lấy cái gì chống Maxe đâu. Không lấy gì chống Maxe đâu. No 1 tạo sự đột biến là thắng ngon lành cành đào luôn. Vậy chúng ta đều nhìn thấy màn hình máy của game thủ No 1 có hiệu về. Một trận đấu ở bên bạn sẽ không lấy cái gì chống được Maxe. Nhưng vấn đề là ai đánh chủ lực trận này? Sẻ chăng? Hay sẽ là Trường? Mà thôi Trường đánh chém đi. Sen không đánh chém hơi phí. Sen mà đánh cung ở ngoài cánh thì mất đi một chém tuyển. Và thế nhà của Sen cũng không phải là thế nhà đẹp. Chi bò lên sớm không? Không rồi, không máy nào game đi đâu nhá. Trường đang cầu vòi tiếp theo thôi. Ui, đúng là người em trai của nó một. Cầu vòi cũng rất giống nhau. Rồi bài 3 voi dành cho xe. Một bài ổn. Đây là Maxe trong tay của No 1. Chẳng hạn No 1 đang có nhiệm vụ là phải chơi thẳng vào trong nhà bên trong cánh của đội bạn. Còn Chip Boy sẽ người dâng lờ đầu cánh của chim sẻ để chém cho và khiến cho chiến thắng có thể khỏe trong trận này. Quả chính xong chưa No 1? Pha No 1 câu 2 vòi. Không được. Một con thôi. Một bài khá ổn dành cho đội trưởng No 1. Không lên sớm đâu, nhưng lực sẽ là khỏe. Anh chém đầu cánh để cho No 1 nó dummy lên trong cánh. Phải nhập 8-30 kích, ông bảo lên sớm, bịp. Vâng, trên đường điên đi dừng lờ, thấy thêm một mỏ quả 5 cây. Tươi. BB. Một bài dừng lờ như 26 dân. 26 dân thực ra nó cũng không phải là mặc định là các bạn, một số bạn nhầm tưởng là tại sao dừng lờ cứ phải đánh ít dân thì không phải. Dừng lờ đánh nhiều dân thì nó sẽ càng khỏe. Dừng lờ bài nào lên được quá sớm thì hãy đánh ít dân, còn bài nào không lên được quá sớm các bạn nên đánh nhiều dân lên một chút. Bảy tám đã lên đời xong 2-3 dân. Egypt đánh cùng và chết một dân trong trận đấu này.
Dương L khá cao dành cho nó một kích. Vâng, đã kích 10-58 với 26 trận. Không. Không có ai đâu. Ô nhầm à? Đây cháu làm gì có ai ngồi đây đâu mà. Gia lên xong ấy sẻ ơi. Đột bo mọc quả không? Chết một dân ăn vàng. Khả năng nó chém thẳng nó một luôn đấy em ạ. Đột đang chọc được dân của đối phương. Cắt dân lên để điên hoa. Vâng, bị màu 6 trời. Nhưng đang không có gỗ. Không được, nó một mất vàng rất sớm. Anh cần có vàng để có thể có pha xây y. Nhà y dành cho nó một. Chim ơi, lạc đà chém nó từ nhà nó một sang nhá, đồng phết đấy. Chim voi tam 29. Đây là chim. Vâng, chim nó bị một tên chém vào đến từ cái điểm 18. 18 khá đông trong trận này. Bây giờ mới có tên cục đoàn đầu tiên. Và chim xe. Trương thì sao? Còn Trương đang thi đấu với màu 7. Còn ai Trương là 25. Đây là chim chuẩn. Đang phải về. Rất đông chém của màu 8. Màu 8 ở đầu cánh sở vậy. Chém đông lắm. Màu 1 bắt đầu có tờn đâm ý đầu tiên. Nhưng nó không có vàng. Chim voi bơm 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 vàng cho nó 1 để nó sóc chém. Nó sóc y. Đây rồi, bắt đầu có y đâm vào nhà của 4 ạ. Vâng, rất thính dần đến từ 1 ạ. Hoàng và nhìn. Chưa chém đã chặn. Chim voi có tờn lọt. Đây. Vâng, tiếp tục lọt vào trong nhà 1 ạ một tờn. Bơm vàng cho nó 1. Chim voi thảm khoảng 19 rồi. Nhưng những chuyện này đã tốt. Màu 7 sang đỡ. Màu 7 sang đỡ cho game thủ màu 5. Trương chưa màu 7, chưa Trương. Trương thẳng 19 đây rồi. Ồ. Phù ghé Trương ơi. Phù ghé. Đang chơi được đây. Thảm vẫn đạm 10 rồi chưa. Phù được con lạc đạc. Nhưng pờ đang khá đông. Vâng, thế bảo 5 đã bùng. Đây mảnh máy của game thủ nô 1. Màu chim sẻ cũng bùng rồi, thế đưa về bỏ nhà. Có mỗi 7 con nhà thôi. Sẽ hồi được thì nó ngon. Thằng sẻ đang cầm sách cả quân và cả cầm cả dân cả quân chạy đi. Thằng này vẫn giữ 30. Chip boy tham 15. Quản tốt một năm mình cho 50 hơn được. Đi tìm màu 5. 8 chạy rồi. Mà nó IA xong nhiều chén quá. Quay trở lại với ai có khỏe không. Đây là Trương. Trương bị màu 5 công lên một tên. Pơ xe vẫn mạng được. Thằng này đẻ khá mạnh. Màu 7 pơ đầu cánh rất khỏe. Màu 5 lưu này. Trận này Persian còn lao vào trong để chém chip boy mà còn đưa quân sang thủ trong mùa năm. Chip
Chip Boy vẫn đang chém tốt, vẫn đang ăn được những con nông dân, đang chém được những con nông dân của bên thủ 16. Nhưng vấn đề là chim có hồi được không? 29 rồi. Bài khá xấu dành cho chim sẻ. Trường tham 35, khá to. Pơ đánh kiểu điên hoàng rồi, lạc đà cực đông dành cho Pơ. Chuyển sang đánh hôn mã để thi đấu với game thủ cầm. Vâng, như vậy là dường như là game thủ Mô Nam đang chạy vào trong góc 3 giờ để có thể hồi. Tôi dần Mô Nam chạy vào 3 giờ. Đúng, 3 giờ trước. Quay trở lại. Tờ này muốn đấu 3 giờ em. Vẫn đánh được đấy. Chạy gỗ đi. Em ơi chạy vào 3 giờ đi em. Đây mà anh máy cũng chia sẻ bằng rất đông sóng đơn đến từ cái tỉnh 16. 16 tỉnh trình như thế thì không phải. 16 vẫn còn khá đông sóng đơn. Sẻ không thể hồi được người bạn khoảng cực kỳ sát. No 1 Chí Voi 12, Chim 26, Trường 28. Vâng, Trường để Persian Hoan nhiều quá. Em ơi em lao vào 3 giờ xem có quân của nó đấy không em. Hình như là có đấy. Không có gì trong 3 giờ. Mô Nam đang ngồi ở đâu? Lúc nãy tôi thấy Mô Nam chạy xuống và chạy dần vào 3 giờ. Đây rồi. Tôi đã bảo rồi mà, hồi ở trong 3 giờ nhưng chim sẻ quy rồi. Rất đáng tiếc dành cho cầu thủ quý vị. Ở tỷ số là 3-2 trong siêu thứ tư và 3-1 về C dành cho bạn. Vâng, thua 2C-3-2 rất đáng tiếc. Chạy Trương cần được Pơ thì ngon quá. Sao không lại chạy ăn hoang của nó? Để ăn hoang nhiều thế. Ăn hoang má hiêu mà vòi. Năm thế cũng để được quân rồi, mày đánh bốn thằng bơm rồi nó vào tiến chết tao mà nó chủ rồi thằng năm mày đéo khỏe lên rồi mày giết nó. Pơ khỏe quá. Có anh nữa không?